Minh Vy chào mừng quý vị đang đến với chương trình Sức khỏe và tiền trên kênh truyền hình FPNC. Trong chương trình kỳ này, Minh Vy xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung như sau. Bác sĩ và doanh nhân cùng tìm hiểu về bệnh lý viêm gan siêu vi C, nguyên nhân và cách điều trị. Sống vui sống khỏe, tìm hiểu lợi ích của trà thảo mộc đối với sức khỏe. Hỏi đáp sức khỏe, giải đáp một số câu hỏi của khán giả về bệnh lý thalassemia phần 3. Nhưng trước hết sẽ là phần tin tức. Thưa quý vị, mới đây tại Hà Nội, Bộ Y tế đã ra mắt Ban chỉ đạo thực hiện đề án xây dựng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Ban chỉ đạo gồm có 28 thành viên do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm trưởng ban. Trước khi có kế hoạch nhân rộng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình, các thành viên trong Ban chỉ đạo các vụ cục liên quan phải làm rõ mô hình, chức năng, nhiệm vụ của phòng khám bác sĩ gia đình, cơ chế tài chính, quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị của phòng khám bác sĩ gia đình, v.v. Trước đó, vào ngày 22 tháng 3 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt đề án xây dựng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình tại Việt Nam giai đoạn 2013-2020 với mục tiêu xây dựng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình trong hệ thống y tế Việt Nam nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc cho sức khỏe cộng đồng, góp phần giảm quá tải bệnh viện. Xin được chuyển sang những thông tin tiếp theo. Theo thông báo của vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế, mức thu viện phí mới áp dụng từ ngày 1 tháng 3 sẽ tăng tối thiểu 30% riêng tại 9 bệnh viện tuyến trung ương đã thực hiện tự chủ tài chính hoàn toàn như Bạch Mai, Việt Đức, Chợ Rẫy, Phụ sản Trung ương. Viện phí sẽ tăng tối thiểu 50%. Theo đó, các chi phí bao gồm phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật, các bệnh viện tự chủ tài chính sẽ đưa thêm lương thầy thuốc vào viện phí. Do có thêm phần chi phí này, viện phí cho các ca phẫu thuật, thủ thuật sẽ tăng thêm so với hiện hành từ 300.000 đến 1,5 triệu đồng một ca. Tiền khám thông thường sẽ tăng 3 đến 4 lần so với hiện hành. Tiền ngày giường sẽ tăng gấp rưỡi, gấp đôi so với hiện hành. Các bệnh viện phải công khai các mức viện phí, tuy nhiên mức viện phí này sẽ áp dụng trước ở nhóm bệnh nhân bảo hiểm y tế. Thời điểm áp dụng viện phí mới với nhóm bệnh nhân chi trả viện phí trực tiếp sẽ được xem xét quyết định sau. Bộ Y tế cũng đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành, đề nghị tỉnh thành nào chưa lập quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo thì phải lập ngay quỹ để hỗ trợ người nghèo, người bị bệnh dài ngày của địa phương đi khám chữa bệnh. Kế hoạch này là sự phối hợp giữa quân đội và các cơ quan y tế tại Brazil. Nước này nhấn mạnh lợi ích của việc nuôi cá bảy màu khi biện pháp này có thể áp dụng cho những khu vực khó tiếp cận và là một hình thức diệt muỗi bền vững. Chúng ta có thể nuôi cá bảy màu ở những khu vực lớn, những nơi có thể xử lý muỗi. Loài cá này sẽ vừa diệt lăng quăng vừa sinh sản ở đó. Trước đây, cá bảy màu đã được dùng như một biện pháp tự nhiên để ngăn chặn những dịch bệnh do muỗi gây ra tại nhiều nơi trên thế giới như bệnh sốt rét tại Ấn Độ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết sẽ cần 56 triệu đô la Mỹ để đối phó với dịch Zika cho tới tháng 6 năm nay, khi virus này đã được phát hiện tại 39 quốc gia. Virus Zika truyền qua muỗi bị nghi ngờ là có liên quan đến dị tật teo não ở trẻ sơ sinh tại các nước Mỹ Latin. Tuy nhiên, giới khoa học cho rằng vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn về mối liên hệ này. Vâng, chúng ta vừa điểm qua một số tin tức đáng chú ý và ngay bây giờ xin mời quý vị đến ngay với chuyên mục Bác sĩ và Doanh nhân.